đạo căn bất hối, tâm lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ năm châu, con cùng pháp giới chúng sanh đồng nương chánh pháp minh chân truyền, tính tâm giữ vẹn lời nguyện, vui phúc huệ gieo duyên niết bàn, nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, vơi đi phiền não khổ, Phật đạo được thành. Một sự phước báo mà chúng con đã trung sạch làm đây, xin hồi hướng đến cho hương linh Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ, thất lộc ngày 24 tháng 4 năm 2020, hưởng thọ 90 tuổi. Và hồi hướng phước báo này cho giác linh Lạc. Mong hương linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được tăng phúc, tăng thọ, tăng thọ, được an vui nơi nhàn cảnh lần thứ nhì, lần thứ ba. Và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo và chư thiên gia hộ chư hương linh Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ và giác linh Pháp Lạc được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh người, cảnh trời, cảnh niết bàn, bằng ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tăng tiến hơn, lần thứ nhì, lần thứ ba. Dạ. Mô Phật, con xin kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào đạo tràng. Phần cầu siêu hồi hướng phước báo đến cho hương linh Nguyễn Văn Nga, pháp danh Minh Tuệ và giác linh Pháp Lạc. Đến đây là hẳn. Phần kế tiếp là sư gửi mít lại cho MC Nguyên Như. Nguyên Trang đã bắt đầu buổi học hôm nay nha. Kính chúc quý vị thính pháp được an vui và khỏe mạnh. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con Trang, và trước hết kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và không biết đạo tràng có nghe rõ âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Và sau đây con và con kính thỉnh sư Thanh Tâm và kính thỉnh sư truyền giới cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa ma yang pante Visung visung rakhanaktha yati sarane nasaha panchasilani yachama dutiyam bimayam pante visung visung tise nasaha panchasilani yachama tatiyam mayam pante visung visung rakhanaktha tha yati sarane nasaha panchasila niya cha amma. Đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Thanh Tâm hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính dâng bích lư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti chambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti chambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti chambi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti chambi tati chambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati chambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati chambi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Nam mô tassa bhagavato
arahato samma sambuddha sanamu tassa bhagavato arahato samma sambuddha sanamu tassa bhagavato arahato samma sambuddha sa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyambi buddhang saranang gacchami dutiyambi dhammang saranang gacchami dutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunang panati bata weramani sika padang samadiyami adinna dana weramani sika padang samadiyami kame sumicca cara weramani sika padang samadiyami musawada weramani sika padang samadiyami Suramereya macappamadathana veramane sikka padang samadiyami. Banatipata veramane sikka padang samadiyami. Adinnadana veramane sikka padang samadiyami. Kame sumicca cara veramani sikha padang samadiyami musawada veramani sikha padang samadiyami surameraya macappamadathana veramani sikha padang samadiyami Imani panca sika padani sa dukkang kaktua apamadena nityakalang samaraki tappang Silena sugatin janti silena poka sambada silena niputin janti tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thu lành thai Uất tam măng ghê na văn đê hăng ba đa băng sung và ruột tam măng Uất thế yô khá lý tô đô su Uất thô khá ma tú tăng ma măng Uất tam măng ghê na văn đê hăng Thammang chaduvi thamvarang Thammeyo kalito doso Thammo kamatutang mamang Uttamang gena vandehang Sankhan chaduvi thottamang Sankheyo kalito doso Sankho kamatutang mamang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đại truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ con kính tri ân rất là kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ kính thưa đạo tràng, hôm nay thì là đây là buổi học đầu tiên của lớp Nguyên Như Kỳ Viên. Dạ là hôm nay là Nguyên Như sẽ phụ trách mình cũng như là mình họp nhóm học nhóm ngày hôm nay thì Nguyên Như sẽ là người phụ trách ngày hôm nay và anh Lý và có sự hỗ trợ của sư Thanh Tâm nữa ạ. Thì hôm nay mình sẽ học về mình sẽ ôn dạ mình sẽ chia sẻ với nhau về về
thực tánh pháp. Dạ. À, thì sau đó khi mình sẽ chia sẻ về thực tánh pháp và Nguyên Trang và con kính mong là toàn thể đạo tràng mình có thể tham gia, mình có những cái thắc mắc gì, những cái câu hỏi mình có thể đặt ra và có thể chia sẻ với nhau. Mình cứ mình đừng có ngại, cứ đặt những câu hỏi mà mình cảm thấy là mình chưa hiểu, thì cũng như từ đó đến giờ là mình hiểu cái gì thì mình sẽ chia sẻ những cái hiểu biết của mình bằng cái sự để khi mà mình trao đổi như vậy thì mình sẽ để cải chánh tri kiến và có sư thanh tâm hỗ trợ nha quý cô chú. Dạ, còn nếu mà mình không, khi mà mình có những câu hỏi mà mình chưa cái câu trả lời mà chưa có thỏa mãn thì mình có thể tìm đến thầy kinh và mình có thể tìm đến ngài Liễu Tông. Dạ, nên hả Nguyên Trang và con kính mong đặng cùng tham gia cái giờ sinh hoạt ngày hôm nay, và đây là buổi đầu tiên của nhóm học Nguyên Như Kỳ Viên. Dạ, sau đây con xin Nguyên Trang xin mời Nguyên Như lên cầm mic ha, để dạ sư bạn một chút. Dạ, dạ con, dạ bây giờ kính mời bàn tay của Nguyên Như nha. Nguyên Như bắt đầu, mình bắt đầu buổi sinh hoạt hôm nay. Dạ, Nguyên Như mic ha. Dạ, sa thú tất cả đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thái Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính chào ông Năm Bà Năm, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là mình sẽ ngồi lại với nhau, mình học với nhau về cái thực tính pháp. Nói thì nghe cao siêu nhưng mà mình chỉ ôm lại những gì mà mình học được của thầy giáo của mình. Hôm nay thì Nguyên Như sẽ chủ trì cái bài, cái nhóm học, thì Nguyên Như sẽ nói ra được những cái gì và đọc lại những cái gì mà Nguyên Như học được, hiểu được. Thì cả nhóm của mình á, mình gọi là active listening nha quý vị. Nguyên Như sẽ nói những cái mà Nguyên Như chép được, hiểu được. Xong rồi bà con có cái gì mà không hiểu thì cứ giơ tay lên hỏi, nếu mà Nguyên Như không trả lời được thì có anh Lý ở đây, anh Chánh Tâm ở đây, cho Nguyễn ở đây, nếu không được thì mình gói qua mình hỏi thầy kinh ha, với lại ngài Lữ Tông, bà con đồng ý không? Tự vì cái này là mỗi người hiểu một cái, nhưng mà nếu mà cả như mà mình gồm lại nhau mà mình chép được thì cái bài nó sẽ perfect hơn. Nguyên Như thì nghĩ như vậy đó. Chứ nếu mà mình học ra một đống rồi cái mình cứ xếp bỏ tủ thì nó cũng uổng. Thành ra mọi người nếu mà chưa bao giờ nghe thì mình nghe lần đầu, rồi nếu mà nghe rồi thì mình nghe lại không sao ha. Ok, bây giờ Nguyên Như ôn qua cái phần đầu tiên đó, là nói về cái thực tánh pháp. Thì cái thực tánh pháp á, có tất cả là 80 cái thực tánh pháp. Bây giờ câu hỏi của Nguyên Như đặt ra cho lớp á, là tại sao có vị nào biết là tại sao có 80 thực tính pháp mà lại không có phải là 82, mà cũng không phải là 215, mà không phải là 202 không vậy quý vị? Có ai biết câu trả lời thì xin xung phong giơ tay lên nha. Tại sao là câu hỏi trở lại là tại sao mà mình có 80 thực tính pháp vậy quý vị, mà không phải là 82, không phải là 202, không phải là 215? Tự gì thực tính pháp? Nguyên Như thấy có bàn tay của ai? Sa thú Hà. Hà xin mời nha. Dạ, yeah, kính đạo chào đạo tràng, kính ba ngôi tam bảo. Dạ, yeah, không biết sư Thanh Tâm chắc đi đâu rồi. Câu hỏi là tại sao có 80 mà không phải là 215. Tâm thì theo Hà nghĩ mà nói rộng á, thì mình cũng có thể gọi là hai thực tính pháp. Vì nếu mình tính luôn cả 121 cái tâm, mình chỉ bỏ cái phần danh chế định với nghĩa chế định là 13, thì đó là nó thành 202. Nhưng mà nếu mà nói gọn á, thì nó có thể gọi là 80, vì tâm nó chỉ là một cái biết đơn thuần. Thành ra có thể mình cũng tính tâm, thay vì tính 121 thì mình vẫn tính được là một. Tâm sở
thì tâm mươi, tâm sở chỉ có bỏ hai cái tâm sở thọ với tưởng, vì Hà nghĩ nó là thọ uẩn với lại tưởng uẩn, còn tất cả các tâm khác nó là hành uẩn. Còn sắc pháp thì sẽ có hết 28 sắc pháp và một niết bàn. Thì nếu mà tính 80 thì mình có một tâm cộng 50 tâm sở cộng 28 sắc pháp cộng một niết bàn thì tổng cộng là 80 thực tính pháp. Rồi xong, cái đó là câu trả lời, không biết có sai đúng thì mọi người có biết. Ok, thì hồi nãy giờ theo Hà phân tích đó, là 50 cái thực tính pháp thay vì là 52 thì Hà trừ ra một cái là thọ uẩn, một cái là hành uẩn, phải không Hà? Ý Hà nói vậy phải không? Thì nó còn 50 hả? Rồi cộng với 28 là thành là 78, cộng với một cái niết bàn, cộng với một cái tâm. Hà đánh lên đi, Hà nói là thọ uẩn với lại cái gì nữa Hà? Như bị miss cái chỗ Hà nói rồi. Trừ thọ uẩn và tưởng uẩn, ok. Tại sao mà Hà trừ tưởng uẩn mà tưởng uẩn lại không có trong thực tính pháp vậy? Ai có câu trả lời kế tiếp không? Như xin mời nha. Ok, mời Hà lại nha. Hello, Hà ơi, Hà chưa cầm mic nha Hà. Hà lên cầm mic lại nha, chưa có cầm mic. Dạ, Nguyên Trang xuống mic nè. Sorry, từ nãy nghe nói mà không biết. Alright, nghe rồi. Ok, nghe rồi phải không? Ok, thì cũng giống như nãy Hà giải thích thì cái thọ và cái tưởng, một cái thọ thì là những cảm xúc, cảm giác hoa sáu căn, mà cái tưởng thì chỉ là sự nhận biết, sự kinh nghiệm qua tràn qua quá khứ để biết. Thì hai cái này nó không thuộc trong hành uẩn, còn tất cả các tâm sở khác nó thuộc trong hành uẩn. Thành ra đó là 50 mình cộng với một cái tâm biết đơn thuần, cộng với 28 sắc pháp, cộng với một niết bàn, thì tổng cộng nó là 80 pháp mà tính trong thực tính pháp. Rồi xong ha, xuống. Sa thú Hà, còn vị nào có câu trả lời khác không? Mời anh Chánh Tâm, mời chị Cung, mời anh Lý, mời Kevin nha, mời anh Bài, mời Nguyên Trang, người nào biết lên giơ tay trả lời thử ha. Tại sao có 80 thực tính pháp vậy quý vị? Thì thiếu chỗ nào mà dư chỗ nào? Xin mời. Đây là lúc mà mình học với nhau ha, không có thầy giáo nào ở đây hết. mình cùng nhau động não. Ok, Nguyên Như xin mời, Nguyên Như xin xuống mic nha. Alo. Dạ. Alo, alo. Dạ, alo, alo. Dạ, trước hết thì con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ ân Đức Phật, con kính lễ ân Đức Pháp, con kính lễ ân Đức Tăng. Dạ, con kính lễ Sư Thanh Tâm cùng các quý cô tu nữ trong lớp học. Kính chào các anh chị trong lớp. Về cái phần mà sở hữu, 50 sở hữu, thì 50 sở hữu, mình tính 50 á, mình tính như vậy. Là 50 sở hữu theo bảng thực tính pháp thì có 52. Thì trong đó 52 á, thì tính còn 50.
Thì trong đó cái năm cái thọ thì mình tính một, tức là cái năm cái thọ, rồi cái tịnh thân, tịnh khinh thân, khinh nhu, cho nó 12 cái đó thì mình gom lại mình tính là 6. Như vậy thì 52 mà mình trừ đi 5 cộng với 6 là 11, 52 mà mình trừ đi 11 thì còn 41. 41 mà mình trừ luôn hai cái hồi nãy là hai tâm sở ban đầu thì nó còn 39. 39 thì mình năm cộng với 6 đó thì nó là 11. 11 cộng 4 thì nó là 50. Thì trong đó đó thì mình cái tính cái phần mà 50 tâm sở là nó là như vậy. Còn sắc pháp á, thì chỉ tính có 18, niết bàn là 1. Và tâm 1, như vậy là 70. Dạ, mình tính là như thế. Nếu mà sắc pháp, thực ra thì sắc pháp mình có thể tính 28, nếu tính 28 thì nó là 80 pháp thực tính. Còn nếu mà mình chỉ có tính cái sắc pháp thành tựu không thôi thì nó chỉ có là 70. Còn nếu mà mình tính luôn là 10 cái sắc pháp thì nó là 80. Có thể tính là 70 hay là 80. Đó là mình tính như vậy đó. Rồi, xin xuống mic nha. Có sai thì Nguyên Như sửa giúp nha. Sa thú chị Nhung. Cái câu trả lời của chị Nhung đúng rồi đó, mà Nguyên Như không biết là đạo tràng có theo kịp không. Đạo tràng có muốn Nguyên Như nói lại cho nó dễ hiểu hơn ha. Về cái phần 121 tâm á, thì quý vị ghi xuống là thành 1 ha. Rồi niết bàn á, là 1 tức là 2. Tại cái đó hai tự tính pháp trắng. Sắc pháp thì mình tính 28 giống y chang như vậy luôn. Tức là 28 cộng 2 hồi nãy là 30 phải không quý vị? Rồi bây giờ còn lại là 50. Bây giờ mình xử sao đối với cái 52 mà tại sao nó thành 50 nè. Khi mà cái thọ quẩn á, thì trong cái thực tính pháp Đức Phật giảng ra không phải một thọ mà Ngài giảng ra tới năm thọ lận. Thì năm thọ là một là khổ thọ, hai là ưu thọ, ba là lạc thọ, bốn là hỷ thọ, năm là thọ. Có nghĩa là khi mà mình vô học thực tính pháp á, cái phần thọ, tâm sở thọ đó mình học thành năm cái thực tính pháp chứ không có phải là một cái thực tính pháp. Thành ra nếu mà từ một mà lên năm á, thì cái sự different đó là bốn đúng không? Tôi có nghĩa là quý vị lấy 52, quý vị cộng thêm 4 có phải là 56 không quý vị? Tức là thọ thay vì mà từ 1 thì ra thọ thành 5 thọ, 52 cộng 4 thành 56, mình có 52 thực tính pháp, cộng với 4 thọ là 56. Rồi khi mà xuống tới cái mà tâm sở tịnh hảo đó, cái chỗ mà tịnh khinh nhu thích thuần chánh, tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Nó có tất cả 10 tâm sở, mà thiệt ra mỗi cái đó quý vị có thấy đi một cặp không? Tịnh thân, tịnh tâm. Thành ra khi mà mình học thực tính pháp đó, mình nhập hai cái đó lại chung, tức là thực tính pháp của tịnh thân, tịnh tâm, thực tính pháp của khinh thân, khinh tâm, thực tính pháp của nhu thân, nhu tâm, mình cứ đi xuống như vậy. Thành ra mình gói gọn 12 cái thực tính pháp đó, nó chỉ còn là 6 mà thôi. Tức là mình trừ 6 đi, hồi nãy Nguyên Như mới nói 56, mà quý vị trừ 6 có phải là 50 không? 50 cộng 30 là 80 vậy thôi. Như nói vậy quý vị có theo kịp không ạ? Nếu mà theo kịp á thì cho tín hiệu nha. Bây giờ có một người nào hiểu Nguyên Như nói xin xung phong giơ tay ôm lại giống như vậy để cho lớp nghe lại ha. Nguyên Trang lên được không? Nguyên Trang hiểu Nguyên Như nói nãy giờ không? Xin Nguyên Trang đưa tay lên nha. Ok, sa thú Nguyên Trang. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nguyên Trang xin lặp lại nha, mà không biết là có đúng ý của Nguyên Như hay không nha Nguyên Trang. Thì ở đây là Nguyên Như nói là 80
thì tính pháp, thì trong đó đó cái tâm á, là mình tính 121 tâm thì mình chỉ tính có một thôi, là cái đầu tiên là một tâm. Ở bên sở hữu tâm thì có 52 sở hữu tâm, 52 sở hữu tâm ha. Nhưng mà trong 52 sở hữu tâm đó đó, thì về cái phần mà 25 tâm sở tịnh hảo đó, sở hữu tịnh hảo đó, thì nó có cái cặp là tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm. Thì 6 cái cặp này là có nghĩa là 12 cái trong đây là 12 tâm, 12 cái tâm sở tất cả. Thì là mình chỉ lấy 6 cái thôi, cũng như là tịnh thân tâm thì mình lấy 1, khinh thân, khinh tâm là mình lấy 1. Đúng không Nguyên Như? Dạ Nguyên Như, Nguyên Trang nói đúng chỗ nào Nguyên Như cho đi à. Rồi á là nhu thân thì mình lấy 1, thích thân, thích tâm lấy 1, thuần thân, thuần tâm lấy 1, chánh thân, chánh tâm thì mình lấy 1. Thì 12 tâm này á là mình lấy chỉ có 6 tâm thôi. Chính tâm sở tịnh hảo này đó, mình bỏ 6 tâm ra thì trong đây nó chỉ còn lại có 13 tâm sở tịnh hảo. Ok. Thì bây giờ trong 25 tâm sở tịnh hảo thì mình trừ 6 tâm ra thì còn lại là bao nhiêu mọi người? Là mình còn lại là 19, đúng không ạ? Thì bây giờ 19 tâm mình cộng thêm 14 tâm bất thiện là 19 cộng với 14 là 33, đúng không? 33. Ok, bây giờ mình nói về cái sở hữu thọ. Thì trong cái sở hữu thọ này đó, thì cái thọ đó là mình tính luôn 5 cái cảm thọ là thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu, thọ lạc, thọ khổ. Ok, hỷ, xả, ưu, khổ, lạc, và 5 cái. Ok, là ở đây hồi nãy là 33 ha, 33 cộng dưới cái gì đó, bây giờ 13 mình cộng thêm 5 là có nghĩa là 18. Một cái thọ rồi mình cộng thêm 4 cái thọ nữa không ta, là 18. Ok. Đó, rồi mình cộng cái đó vô. Nó nghe có ai ghi số lên cho Nguyên Trang không vậy? Nguyên Trang. Dạ. Thì một tâm ha, một tâm sở, một cái tâm ở trong 121 tâm thì mình lấy một tâm. Còn 25 tâm sở tịnh hảo đó thì là mình bỏ đi 6, mình rút gọn lại một cặp lại thì còn là đúng rồi, cộng thêm một cái tâm niết bàn với 28 sắc pháp thì là cộng như vậy lại là 80 tâm. Dạ. Rồi Nguyên Trang chia sẻ xong rồi ha, cái phần tâm sở đó, cái phần tâm sở là cộng lại là 50 tâm thì tổng cộng là nó sẽ là 80. Dạ đúng rồi, 28 sắc pháp, một niết bàn, một tâm. Trong cái còn cái phần mà tâm sở tịnh hảo đó, anh Lý viết ra cho Nguyên Trang ngay cái phần tâm sở tịnh hảo đó thì là mình còn lại 33 tâm. Tại vì 25 mà mình trừ cho 6. Ủa không phải, 25 chứ 25 mình trừ cho 6. Không phải, sorry nha, 25 mình trừ cho 6 là còn 19 tâm. Dạ, 19 tâm đúng rồi. Còn cái phần tự tha đó, tự tha thì là mình phải lấy thêm 5 cái thọ, 5 cái cảm thọ là hỷ, xả, ưu và khổ, lạc. Dạ rồi, Nguyên Trang xuống ha. Dạ. Sa thú Nguyên Trang. Cái phần mà chỗ 50 thực tính pháp á, thay vì mình ngồi mình cộng ra nhiều như vậy thì mình chỉ nhớ là mình cộng 4 chỗ cái phần thọ, rồi mình trừ 6 của cái phần kia thôi, mình đâu có cần cộng vô cho nhiều, mắc câu lộn quý vị ha. Mình cộng 4 mình trừ 6 có nghĩa là sao? Thành là trừ 2. Cộng 4 trừ 6 là trừ 2, thành ra mình lấy 50 mình trừ 2 còn 52 trừ 2 còn 50 xong. Mình cộng nhỏ nhỏ dưới rồi bị rối. Rồi coi như là quý vị cứ lấy 50 cộng 52, quý vị cộng với 4, quý vị trừ cho 6, có phải 50 không? Rồi đơn giản vậy thôi đó. Rồi bây giờ á, Nguyên Như ôm Nguyên. Rồi đúng rồi anh Lý.
mình hiểu vậy thôi, là phần hồn mình ngồi mình ghi xuống, khi mà quý vị ngồi mà chép xuống cái câu cái số thì dễ hơn, chứ mình ngồi nói không không hồn nó bị rối. Vậy quý vị xua qua cái phần đó rồi ha, là mình biết là mình học 80 phần thực tính pháp là lý do là vậy ha. Rồi có một cái nguyên như để ý ở đây nữa đó, là khi mà mình học thực tính pháp này đó, thì tất cả mọi cái chi pháp trong 80 cái thực tính pháp này nó đều có bốn ý nghĩa hết. Chỉ có cái niết bàn á, là cái chân đế vô vi đó, là mình có ba ý nghĩa thôi. Mình không có cái ý nghĩa cuối cùng là không có yếu tố cần thiết, tức là ba tất thà ná. Ồ anh bài ơi, cái vụ mà tịnh thân tịnh tâm có nghĩa là khi mà mình học vô cái tâm sở, cái thực tính pháp của tịnh thân và thực tính pháp của tịnh tâm á, tự vì hai cái đó giống nhau, thành ra khi mình học á, thì mình sẽ học cái cặp đó một lượt đó anh, chứ không phải là mình bỏ cái tâm nào hết, mà hai cái tâm đó mình học chung vào một cái bài thực tính pháp trong cái phần tới mình học đó anh. Thì cái đó là gì, thì cái chừng nào đi tới đó là mình học. Là bây giờ chỉ nói là khái quát là tại sao mình tại sao mà thấy có nhiều nút ở trên bảng như vậy, mà mình chỉ học có 80 cái thôi, là hồi nãy giờ Nguyên Trang giải thích đó. Dạ giống nhau, thành ra mình học 6 thôi, giống như là thằng anh thằng em đi chung nha, thằng anh em đi chung nhau vậy đó. Thì mới là tịnh tịnh khinh khinh, thường thường như học là tịnh khinh nhu thích thuần chánh, thì mình học vậy mình dễ nhớ, chứ hồi anh đọc cũng kêu hồi nó rối nữa. Dạ sa thú. Nguyên như quay trở lại là tất cả mỗi cái trong thực tính pháp á, mỗi cái thực tính pháp mình đều học có bốn ý nghĩa hết, nhưng mà về cái niết bàn đó thì mình có ba ý nghĩa. Tại sao mà mình thiếu cái ý nghĩa cuối cùng? Tự vì niết bàn lúc đó là nó không có cần, không có điều kiện, không có còn là yếu tố cần thiết nữa. Thành ra trong 80 cái thực tính pháp á, cái niết bàn duy nhất cái đó chỉ có ba cái ý nghĩa thôi, mà ý nghĩa thứ tư á, là có nghĩa là yếu tố cần thiết, thì nó sẽ vắng mặt cái đó quý vị ha, nhớ cái chỗ đó ha. Rồi bây giờ mình có thể sẽ đi vô cái phần đầu tiên là mình phải biết bốn cái ý nghĩa đó là cái gì. Hồi đó giờ mình cứ nghe mấy thầy cứ dạy mình á, là trạng thái nè, rồi phận sự, có nhiều cái từ lắm, trạng thái. Cái thứ nhất là mình học trạng thái, thứ hai là mình học phận sự, thứ ba là mình học thành tựu, thứ tư là mình học nhân cần thiết. Mình cứ nghe thầy giảng hồi đó giờ cứ trạng thái, phận sự, thành tựu, rồi nhân cần thiết. Mà có bao giờ mình hỏi vậy cái đó là cái gì vậy? Rồi mình biết cái đó là gì vậy không quý vị? Mà thầy cứ nói mỗi ngày thầy vô học thầy đều nói hết bốn cái đó. Là bốn yếu tố của một pháp, đúng rồi. Mà bốn yếu tố đó là bốn yếu tố gì? Rồi mọi người có hiểu cái chữ đó là gì không? Thì bây giờ mình vô, mình ôn lại cái chữ đó cho mình hiểu lên một chút xíu ha. Kể nó cái khi mà mình đi chậm chậm một chút á, thì sau này khi mà mình nói lên cái thực tính đó thì mọi người mình đều hiểu rõ hơn. Thay vì mình đi sớt sớt qua, tự nhiên như biết là có nhiều vị ở bên Mỹ này từ lâu rồi không có rành tiếng Hán Việt, mà mình cứ đọc mấy cái chữ này là mình nghe nói vậy thôi, mình hiểu vắng máng mà mình không biết nói lại gì ha quý vị. Bây giờ mình đi vô thử nha. Ok, thì mỗi cái thực tính pháp của mình học hồi đó giờ đó thì nó đều có bốn cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất, như có gửi cho quý vị cái bảng rồi đó ha, bây giờ mấy quý vị dỡ cái bảng đó ra coi ha. Cái ý nghĩa thứ nhất á, là nó gọi là lắc khá ná, hay gọi là bản sư giác nguyên á, thì gọi là bản tướng, còn thầy kinh á, thì gọi là trạng thái. Ngoài ra có nhiều sách đó, nó có thể nói là tướng trạng. Bản em mới gửi chị đó chị Nhung, mới tức thì em gửi cho chị đó. Lắc khá ná có thể gọi là bản tướng, có thể gọi là trạng thái, có thể gọi là tướng trạng, có thể gọi là chơn tướng. Thì cái nghĩa này đó nói là chỉ có nghĩa nói là giống như một cái trạng thái, một cái tư cách, một cái cách thức. Thí dụ như là mình muốn đi tìm một cái người nào thì ít nhất mình phải biết mặt mũi người đó chứ không quý vị. Rồi mình biết người đó cao hay thấp, mình biết người đó mập hay ốm, rồi mình biết cái hình dung người đó tóc dài hay tóc ngắn. Thí dụ giờ Nguyên Như muốn đi gặp anh Lý đi, mà Nguyên Như không biết anh Lý làm sao, thì Hà mới vô Hà nói trời ơi anh Lý á, cái đẹp trai đó đó, rồi cái người cao cao đó, có dài đó, là anh Lý chứ còn ai nữa. Thì ít nhất á,
Nguyên Như cũng biết là cái sơ khởi là để mà Nguyên Như đi kiếm anh Lý được. Đó, cái đó cái chính là cái lắc khá ná đó. Tức là khi mà mình dò nguyên một cái trong cái bản niêu này, rồi mình biết cái nào là cái sở thọ, cái nào là cái nào là tâm tham. Đó là cái đó chính là cái bản tướng, hay là có thể có nơi gọi là trạng thái. Thầy kinh dùng là trạng thái hay giác nguyên đó. Là ý nghĩa là vậy đó. Tức là mình có thể đi cái thực tánh pháp mà mình có thể nói ngược ra được là người này á, cái ví dụ như người này tóc dài nè, mang giày cao gót nè, rồi bận đồ đẹp nè, bận áo đầm nè, mình biết là Nguyên Trang đó. Thì ít nhất cái đó là cái bản tướng, cái trạng thái, cái tướng trạng của cái thực tính pháp đó là như vậy, là lắc khá ná. Hình như là Nguyên Trang ghi thiếu chữ H đó Nguyên Như Trang ơi. Lắc khá ná là LAKKHANE nha, lắc khá ná. Cái tướng trạng, cái ý nghĩa thứ hai đó thì gọi là Rassa, có nghĩa là chức năng mà thầy sư Giác Nguyên gọi là chức năng, còn thầy Kinh á thì gọi là phần sự. Mỗi lần thầy dạy tụi mình thầy hay kêu là phần sự đó quý vị. Đó là Rassa, RASA, đó là Rassa. Thì cái này á nó gọi là dẫn đầu tâm pháp, làm điểm tựa cho tâm sở. Khi người ta nói là bổn phận hay là việc làm, nó có nhiều cái chữ khác nhau mà nói nôm na ra đó, giống như mình đi tìm một cái người nào đó thì mình phải biết cái người đó làm việc gì, rồi người đó làm ở đâu thì mình mới kiếm ra được chứ. Thí dụ như mình vô sở, thì ví dụ quý vị muốn kiếm Nguyên Như thì quý vị mới biết là Nguyên Như ồ đi làm ở chỗ cái thành phố đó, ở trong cái pharmacy đó, giống vậy đó. Rồi cổ là cổ người làm ở trong cái bộ phận nào thì mình vô trỏng thì mình mới biết kiếm Nguyên Như ở đâu ra. Đó, người ít nhất cái chức năng phân sinh người đó làm cái nhiệm vụ gì, rồi cái việc làm người đó là gì. Đó, giống như cái phận sự là như vậy đó, thì mình dễ kiếm hơn. Giống như là cái phận sự của cái thằng mà sân á thì nó là gây hấn, nó là sung, nó là dữ. Đó, cái phận sự của nó lúc nào cũng vậy, đem súng ra bắn. Là mình nhìn nó biết đó là ồ cái thằng đó là cái thằng tâm sân, đúng không quý vị? Rồi ha. Rồi cái phần thứ ba đó mà Nguyên Như học được đó là Bacchuppattana. Bacchuppattana có nghĩa là cái đặc điểm. Có nghĩa là sư Giác Nguyên thì gọi là đặc điểm nè, thầy Kinh á thì gọi là thành tựu nè. Nó cũng có thể nói là cái sự hoàn thành, nó cũng là một cái kết quả đắc thành hay là cái sự hoàn bị. Đó. Cái trong định nghĩa này á thì sư Giác Nguyên chỉ là nó là sự nối kết với tâm sở, với cảnh sở tri. Sự nối kết với tâm sở, với cảnh sở tri, mà nói nôm na đó thì mình có thể dùng cái chữ là chúng ta sẽ nương theo cái ý nghĩa này để mà biết pháp. Tức là cái đặc điểm của cái thực tính pháp này là gì, thì nó có cái đặc điểm gì, nó có cái điểm mà nó không có giống những người khác, nha, nó giống cái thực tính khác, cái điểm trội của nó nhất là gì thì mình nhớ cái đặc điểm của nó như vậy, thì nó gọi là Bacchuppattana. Giống như là một cái đặc điểm, thí dụ như là mình ra ngoài trời, tự nhiên cứ hôm nay mình thấy sao mà mây đen nó dần vũ, nó đen thui lùi như vậy, là mình đoán chắc trời sắp có giông rồi. Hoặc là mình nhìn cái khuôn mặt nào mà người thấy cái mặt người đó sầm xuống là cái người này đang biết người đó đang giận, đang hờn ai đó rồi đó. Cái đặc điểm của cái lúc đó đó chính là cái đặc điểm mà mình nhận ra được liền tức thì đó, thì đó chính là cái Bacchuppattana. Rồi cái cuối cùng á là gọi là yếu tố cần thiết, hay là thầy Kinh dạy là nhân cần thiết, sư Giác Nguyên thì gọi là yếu tố cần thiết. Có nhiều người thì cũng gọi là nhân gần hay là nhân cận, là Bacchuppattana. Là khi mà mình học thì mình nương theo cái ý nghĩa thứ tư này để mà mình tìm hiểu pháp. Thí dụ như vậy, Nguyên Như muốn tìm được cái gì hai. Hồi xưa giờ Nguyên Như không có gặp cái gì hai đó, lâu rồi không có kiếm được gì. Nhưng mà Nguyên Như nhờ gặp cái thằng cháu của gì á,
mà Nguyên Như mới lần ra được đi biết được cháu, xong mình mới hỏi tới hỏi lui này kia mới biết là ô cháu này là cháu của dì hai, rồi cái từ người cháu này mới lần mới kiếm ra được cái dì hai đó. Thành ra cái đó đó là cái yếu tố cần thiết, là phải có thằng cháu, còn nếu không có thằng cháu này kiếm không ra dì hai. Cũng nhờ như vậy đó mình lần ra cái căn nguyên của nó. Thành ra nói tóm lại là nếu mà mình không có biết được bốn cái ý nghĩa nói trên, hay còn gọi là tứ ý nghĩa, là cái phần quan trọng của cái mỗi cái thực tính pháp á, thì mình không có thể nào mà mình nhận diện được những cái pháp cao siêu trong cái bản niêu này hết. Tự vì bình thường á, mà mình nói chuyện ở ngoài đời á, thì nó dễ hiểu, nhưng mà khi mà vô trong cái pháp rồi đó, giống như thầy kinh hay dạy là cộng tóc á, mà mình chẻ ra làm 7, làm 8, làm 9, thì làm sao mà quý vị dùng cái từ ngữ của mình mà nó không có phân tích ra cái tâm nó đã trống trơn, cái tâm sở nó đã rỗng tuếch rồi, mà mình lại đi chia chẻ đó, thì ra mình không có thể nào mà mình hiểu được cao siêu như vậy hết. Mà mình phải dựa vô một cái chữ nói, chẳng đàng một cái chữ đặt ra rồi, nhưng mà nó rất là mơ hồ. Mình phải dùng mỗi cái, mình phải dùng bốn cái ý nghĩa này, nó phải fit y chang vô trong bốn cái ý nghĩa này, nó mới thành ra một cái một thực tính pháp nha quý vị. Nhưng mà quý vị cứ vô sâu, càng đi sâu thì càng thấy nó càng rối. Thành ra nếu mà mình học chắc cái phần đầu, mình hiểu rõ nó là như vậy á, nó là cái gì, thì khi mà vô lớp của thầy kinh, thầy nói cái nào mình biết chắc được cái chỗ đó, mình hiểu được cái chỗ đó rồi á, thì thầy nói pháp mình hiểu rất là dễ. Thành ra quý vị đừng có đừng có đi bỏ qua những cái yếu tố này ha. Ví dụ Nguyên Như nãy giờ Nguyên Như đọc lại những cái phần mà Nguyên Như học được á, mình về mình dò lại coi theo những cái thí dụ mình hiểu đó, rồi mình lấy ra một cái thực tính pháp nào đó mà mình có thể là mơ hồ đó, mình lấy ra bốn cái trạng thái, bốn cái ý nghĩa này nào mình thử đi, mình thử đi thì mình sẽ thấy là nó rất là cần thiết. Bởi vậy trong cái những cái thực tính pháp theo Nguyên Như hiểu được đó ha, thì mọi người sẽ lên mỗi người hiểu cái thực tính pháp là gì ha. Cái thực tính pháp là cái tính căn bản của những cái nút ở trên bảng niêu mà mình sắp học đây nè. Mình phải hiểu tường tận cái định nghĩa về cái chân đế của nó nghĩa là gì, thì từ đó đó mình mới hiểu là cái tâm là gì, cái tâm sở là gì, là cái tính đích thực của nó theo cái định nghĩa mà cái chân đế mà mình phải hiểu về tâm và những cái tâm sở, những các sắc pháp, những niết bàn. Mỗi cái nút của đó mình hiểu exactly nó là cái gì, thì đó chính là thực tính pháp. Bây giờ nếu mà Nguyên Như trả lời thiếu chỗ nào thì Nguyên Như xin đạo tràng có thể giơ tay lên, mình có thể trả lời cái câu hỏi của Hà luôn ha. Nếu mà ai có trả lời câu trả lời đúng á, thì đương nhiên cả đám sẽ xa thú Hà có câu hỏi. Ok, bây giờ Nguyên Như xuống mic, Nguyên Như mời mọi người nha. Anh Lý có thể đứng lên hoặc anh Chính Tâm có thể đứng lên để trả lời dùm cho Nguyên Như luôn ha. Rồi xa thú. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ hôm nay là giờ học đầu tiên của đạo tràng nha. Mọi người đừng có thắc mắc gì thì cứ đặt những câu hỏi ra, hay là mình có thể chia sẻ với nhau. Dạ ở trong đây là tất cả, kính mời tất cả mọi người mình cùng tham gia để mình chia sẻ những cái hiểu biết của mình trong cái thời gian qua mình học nha. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic. Dạ anh Lý, dạ xa thú bàn tay của anh Lý ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con xin kính chào sư Tâm Tâm, xin kính chào đạo tràng. Câu hỏi là làm sao mà định gọi là thực tính pháp? Thực á, là sự thật, tính là cái tính chất. Mỗi một cái pháp nó có cái tính chất thật của nó, nếu mà mình hiểu ở đây diễn giải theo cái hiểu của cá nhân, là mỗi một cái pháp mà mình hiểu đúng theo cái sự thật, cái tính chất của nó thì mình mới hiểu cái pháp nó đúng. Thì lúc mình đọc kinh, đọc sách cái gì mình mới hiểu những cái tâm sở, những cái điều sắc pháp, cái gì mình mới hiểu đúng như là cái bài trong kinh. Chưa có thể là sách nói một đường, mình tưởng tượng một nẻo, thì cái đó rất là kẹt. Thì cái bản chất sự thật của mỗi một pháp
thì nó dựa trên bốn cái khía cạnh, đó là trạng thái, phận sự, thành tựu hay là nhân cần thiết. Nhân cần thiết để tạo ra nó, để đưa ra nó có sự hiểu. Mà mỗi một cái pháp nó có đặc điểm riêng, thì cái đặc điểm đó là ở cái chỗ diễn tả của sự, cái bản tướng, cái trạng thái. Mà mỗi một vấn đề, mỗi một cái sự vật, một cái pháp nó đều có chức năng riêng. Cho nên nó là phận sự, là chức năng. Còn cái đặc điểm ở đây trong cái bản thì đó là sự thành tựu. Thì khi nó thành tựu, khi nó hiện bài, nó sẽ cho một cái điều gì đó. Thì cái đó là bốn, giống mình tưởng tượng giống như cái ghế, nó có bốn cái chân, nó phải mỗi một cái chân nó nâng làm cái khả năng, nó nâng lên ở cái ghế đó, cho những cái pháp đó nó có những cái điểm đặc biệt riêng. Và những cái này là những cái mà mình như người Phật tử mình phải hiểu cho nó rất thật, thật chính xác. Để lấy ví dụ như hồi nãy là trận chữ thọ đi, mà nếu mà mình không có học thì mình không biết thọ nó có thập năm là hai, ba trên thân và ba trên tâm, cộng lại là năm chẳng hạn như đó. Thì đây là những cái điều mà mình cần phải học. Thì bản chất thật sự của nó, thật sự ở đây là qua cái nhìn của Đức Phật, qua cái nhìn của những vị thánh, nhìn thấy sự thật của nó ra sao thì họ, các vị đó diễn giải vậy, mô tả lại như vậy để cho những người sau, những đàn hậu thế như mình có thể nắm bắt được, để mà theo được. Chứ bằng thôi không thì mình có thể đọc kinh một đường mình hiểu một nẻo, hoặc là người này hiểu đường này, hiểu người kia hiểu đường kia, và nó không có thống nhất, nó không có nhất quán. Thì đó, cái đó là cái sự hiểu của mình. Và xin chia sẻ cho Nam Mô Bụt Đà. Dạ. Sa thú anh Lý. Bây giờ Nguyên Như có thấy một cái câu hỏi như vậy nè. Khi mà trong cái bài của sư Giác Nguyên khi mình học đó, thì ngài dùng là bản tướng, chức năng, đặc điểm và yếu tố cần thiết. Cái đó là tứ ý nghĩa mà của ngài dùng. Còn trong cái bản thầy kinh, hoặc là của sư Bủ Chánh, hoặc là của ngài, của sư trưởng đó, thì Nguyên Như lại thấy là các ngài dùng là trạng thái, phận sự, thành tựu, và ngài dùng là nhân cần thiết. Thành ra đạo tràng thích lấy cái bản của sư Giác Nguyên hay là thích lấy cái bản của thầy kinh. Tự vì cái nào mà mình quen đó thì mình xài thôi. Nguyên Như thì cũng nghĩ sư phụ Giác Nguyên, sư phụ thấy cái chữ của ngài để thì dễ hiểu hơn, ngài mới để. Còn thầy kinh thì cũng thấy là của thầy kinh dễ hơn. Thành ra đúng rồi, lấy một vị thôi. Thì bây giờ mai mốt về suy nghĩ. Sau này mà quý vị muốn nhất định là cái gì thì Nguyên Như sẽ đổi cái bản kẽm của Nguyên Như lại, thì nói như vậy thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn ha. Thì cái phần đó mình quyết định sau, để cái kỳ sau Nguyên Như vẽ cái phần thực tính pháp, Nguyên Như sẽ vẽ ra cái nào mà thấy số đông mình theo á, nó dễ theo đó. Chứ nhiều khi mình dùng nhiều từ quá, hồi nãy Nguyên Như giới thiệu nhiều từ cho quý vị thấy, để mà khi mình đọc nhiều cái sách khác nhau đó, mình hiểu người ta cái gì. Còn khi mà mình học trong nhóm của mình á, thì mình chỉ dùng một chữ thôi để cho nó dễ hiểu ha. Nhất trí như vậy ha. Có gì quý vị sẽ nhắn với Nguyên Như để mình suy nghĩ có cái nào dễ nhất thì mình làm. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần thứ nhất, cái phần mà đó nói về tâm. Thì cái tâm này á, mình chỉ học được một phần thôi. Ồ, đây là Nguyên Trang ở dừng mic nha. Sa thú Nguyên Như, sorry. Nguyên Như, ok. Say anh bài ha, Nguyên Trang hả, sẽ mời anh bài. Anh có gì anh bài đánh lên màn hình nha, cho mọi người theo dõi cho nó dễ hơn. Nên Nguyên Như nói rõ ràng. Nguyên Như nói cái nào, cái chính phần chính, cái để cho có gì anh bài dễ đánh ha. Rồi, sa thú Nguyên Như nhiều nha. Rồi, Nguyên Trang xin xuống mít ạ. Mà anh bài đánh bài nha anh bài. Sa thú anh bài, dạ cái tên anh bài nó giống hệt như cái thực tính pháp. sa thú. Bây giờ Nguyên Như sẽ vô đúng rồi đó anh Lý. Vô cái phần tâm ha. Cái phần tâm á thì nó có rất là nhiều. Hôm nay không có đầy đủ thời giờ đâu. Nguyên Như thấy nó còn nhiều lắm, thầy kinh cũng dạy nhiều lắm. Bây giờ mình ôn từ từ ha quý vị. Bây giờ cái thực tính pháp số 1, quý vị để số 1 là tâm.
số 1 là tâm, thì cái tên Pali của nó đó là Chitta Sa Phá Quá. Để Nguyên Như đánh lên kia trong đây ha. Chitta Sa Phá Quá. Chitta Sa Phá Quá này đó thì mình học là cái chữ pháp thực tiếng Pali nó gọi là Sắp Phá Quá, có nghĩa là thực tính. Như ghi lại cái chữ Pali cho quý vị nha, S A Sắp Phá Quá, H A B H A ngang. Cái chữ thực tính của tâm á, là Chitta Sa Phá Quá. Thì cái pháp thực tính á, cái chữ không đó là Sa Phá Quá. Đọc là Chitta Sa Phá Quá. Thì Nguyên Như đi vô trong bài này á, tâm á, là cái hay biết. Tâm là cái hay biết. Mà mình biết gì? Mình biết cảnh. Tâm á, là cái hay biết, mà ở đây biết nó là biết cảnh, chỉ có biết cảnh mà thôi. Thì cái cảnh của mình á, thì nó có 6 cảnh. Cái cảnh này á, nó là cảnh sắc nè, cảnh thinh nè, cảnh khí hay còn gọi là cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp. Như đọc lại ha. Tâm là cái hay biết. Biết cái gì? Biết cảnh. Biết cảnh mà thôi nha quý vị. Cảnh thì có 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thành ra khi quý vị thấy cái cảnh mà 5 cái cảnh trên là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là quý vị quay ra bên ngoài thì quý vị mới thấy những cái đó được. Nó từ ngoài đi vô. Còn cái cảnh pháp á, là cảnh ở trong. Giải thích cảnh pháp cho em hả? Cảnh pháp giống như em tơ tưởng đến một người nào đó, thì cái người đó đâu có ở trước mặt em đâu, mà em vẫn thấy người đó mà. Đó, giống như em nhớ ông xã hay là em nhớ con em vậy đó. Đó là cảnh pháp. Thí dụ như là tháng trước em đi ăn một tô phở nào đó, nó ngon quá. Bây giờ cũng là ý đó. Mà bây giờ cái tô phở nó đâu có trước mặt em đâu, mà cái mùi phở nó vẫn có trong tâm em. Cái kiểu mà em múc cái miếng nước phở nó lên em ăn, nó vẫn thấy ngon. Rồi á, em nuốt vô thấy nó ngọt, nó ngon làm sao á, em đều tưởng là hết. Đó chính là cảnh pháp đó. Tức là của em nghĩ ra, nó không ở trước mặt em, không có cái gì hết. Nó cũng là cảnh, nhưng mà cảnh trong nội phần. Còn 5 cái cảnh trên là cảnh ngoại phần đó, là ở ngoài nó tác động vô, em không có control được. Còn cảnh pháp á, là nếu mà thiền, khi em thiền mà tâm em mạnh á, thì em control được cảnh pháp. Rồi khi mà mình biết cảnh với một cái trạng thái yên tĩnh á, tức là chẳng hạn như mình đi lên chùa, mình gặp chư tăng, mình gặp sư tăng, mình gặp tượng Phật, mình lại Phật, thì tất cả là thiện hết, thì tự nhiên cái tâm thiện nó phát sanh. Ha, là khi biết cảnh á, thì cảnh nào? Khi mà cảnh mà nó có trạng thái yên tĩnh á, thì cái tâm thiện hảo nó phát sanh. Khi mà mình biết cảnh mà nó có chân tướng xấu ác, chẳng hạn như mình ra đường, mình gặp mafia, mình gặp trộm cướp, mình gặp xe đụng, mình gặp giống như là có những cái tornado, rồi những cái cảnh kinh sợ như vậy đó, thì mình tự nhiên cái tâm ác xấu, cái cảnh đó là cái cảnh ác xấu, thì cái tâm bất thiện mình phải phát sanh. Thiện á, thì quý vị đừng có nghĩ là cái gì ghê mà ta mới là bất thiện, mình buồn cũng là bất thiện đó quý vị. Mình buồn nè, mình học nè, rồi ví dụ như mình tham đắm một cái gì đó nó bất thiện hết á,
thiệt sự cái gì mình có cũng bất thiện hết, nhớ gì cho nó dễ. Và giống như là sư Bụng Chánh nói là cái nhóm 22 nó rèn luyện 822 liên tục, nó cái là nhớ cái gì mình làm cũng bất thiện đi cho nó dễ. Rồi ôm lại ha, khi mà mình biết cảnh với một cái trạng thái yên tĩnh á, thì cái tâm thiện nó phát sanh. Khi mà mình biết cảnh với một cái cảnh xấu ác, cái chân tướng nó xấu ác á, tâm bất thiện sẽ phát sanh. Thành ra quý vị đừng có khi thường cái cảnh nha, cái cảnh nó quan trọng lắm á. Chứ mình cứ nói á, là ồ cái tâm tôi ha là dữ dằn lắm nha, tôi gặp cái cảnh gì là tâm tôi là cũng ok đó, chưa chắc nha. Mình đừng có nghĩ vậy rồi chứ mình đi vô sòng bài, rồi mình đi vô cái chỗ mà kêu là vũ trường, rồi mình nói tâm mình an, chưa chắc nha quý vị. Cái đó dẫn cái lửa đó, mình phải biết cái cảnh nó quan trọng. Thành ra mình phải biết là gọi là yoniso manasikara đó ha, phải như lý tác ý, phải tác ý khéo, đừng có tưởng là mình ngon, giống cái đó là kinh khủng lắm đó. Rồi khi như tiếp nè, có nghĩa là khi mà tâm thiện phát, có nghĩa là tâm thiện nó sẽ phát sanh khi mà nó có nhân, và tâm bất thiện nó sẽ phát sanh khi mà có nhân bất thiện. Cái phần trên là cái cảnh đó ha, cái này mình xuyên qua một cái chỗ khác, mình quay lại mình nhìn cái chỗ hồi nãy Nguyên Như mới nói đó. Có nghĩa là tâm thiện sẽ sanh khi có nhân thiện, mà tâm bất thiện nó sẽ sanh khi có nhân bất thiện. Rồi quay lại hỏi nhân bất thiện với nhân thiện là gì? Hôm bữa giờ nhóm học cái gì còn nhớ không? Nhân á, thì nó có 6 nhân thôi. Nguyên cái bản nêu vậy chứ nhân có 6 nhân, mình học rồi đó. Nhân á, thì có nhân tham, nhân sân, nhân si. Thì cái đó là nhân bất thiện, ba nhân bất thiện. Ba nhân thiện đó là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Đó là nhân thiện. Thành ra Nguyên Như lặp lại, khi tâm thiện sanh, tâm thiện sanh khi mà có nhân thiện, tâm bất thiện sanh khi mà có nhân bất thiện. Nhân thì có 6 nhân, nhân tham, nhân sân, nhân si, thuộc lại nhân bất thiện. Còn nhân vô tham, vô sân, vô si thì quý vị có được thiện. Bây giờ Nguyên Như cho vô thí dụ như vậy. Cái tâm đại thiện của mình sanh lên á, khi mà có ba nhân thiện nó sanh. Tâm đại thiện sanh lên thì có vô tham, vô sân, vô si. Nó sanh lên, nó hiện hữu trong tâm của mình. Nó khi mà nó cùng sanh, nhân đại thiện nó sanh lên, nó sanh với ba căn thiện rồi á, thì cái sự biết của nó và cái sự hiểu và cái làm việc của mình á, là cái sự hiểu biết làm việc tốt lành. Vì nó có cảnh trong sáng, nó có cảnh yên tịnh, nó có cảnh thanh lương, nó đi với nhau một lượt như vậy đó. Để nói làm sao cho quý vị dễ hiểu ha. Khi mà mình có ba cái căn thiện trong cái lòng của mình á, thì tâm thiện nó lên. Tâm tự vì hồi nãy á, Nguyên Như nói quý vị nhớ không, cái cảnh pháp nó cũng là một cái cảnh trong tâm. Thành ra khi mà cái nhân ba cái căn thiện là căn vô tham, vô sanh, vô sân, vô si mà nó sanh lên thì tâm đại thiện sẽ được sanh. Rồi cái biết, cái hiểu và cái làm việc tốt của mình á, nó cũng tốt nữa. Thì Nguyên Như mới nhớ lại là hôm bữa mình học với thầy Kinh á, thầy trả lời một câu mà thầy nói là cái này Đức Phật nói chứ không phải thầy nói đó. Là khi nào mà mình làm việc thiện dễ mà khi nào mà mình làm việc ác dễ. Thì nguyên một đám trả lời thì thầy mới nói là việc thiện làm dễ khi mà cái bản chất mình, cái căn mình là thiện thì mình làm việc thiện dễ. Còn khi mà mình bản chất cái căn của mình là ác á, thì mình làm chuyện ác dễ. Có nghĩa là cái căn tánh, rồi cái căn đúng là anh Lý Sa Thú. Cái tánh, cái căn tánh của mình là cái gốc của mình á, là thiện thì mình làm việc thiện, mà gốc mình ác á, thì mình làm việc ác. Là nó giống như cái chỗ này nè quý vị. Tại sao mà mình gọi là cái tâm tham? Tại vì nó có cái nhân si. Khi mà cái nhân tham, cái nhân si mà nó sanh lên nó trong tâm tham đó, thì nó cùng sanh chung với cái tâm tham. Mà nó cái tâm tham thì sao? Nó biết cảnh xấu, cảnh ác và cái cảnh bị đắm nhiễm, nó sanh chung.
một lượt luôn. Khi mà cái nhân mình là nhân xấu, ở trong nhân cái nhân mình là có sẵn nhân tham và nhân si, thì cái tâm tham nó mới sanh lên được. Nó sanh lên cùng một lượt với cái tâm tham luôn. Thành ra mình biết á, cái tâm mình lúc đó mình dùng cái tham rồi, cái tâm tham mình hiện ra, thì cái tâm tham nó biết gì? Nó biết cảnh xấu, cảnh làm ác, cảnh nghiệp lắm. Thành ra bây giờ quay trở lại, tại sao mà cùng một cái cảnh mà cái vị A-la-hán họ nhìn vô khác, còn cái người phàm phu mình nó nhìn vô khác? Mình nhiều nhớ, cứ nhớ lại là khi á, mà Chư Tăng cứ giảng là tự vì cái gốc trong người của mình là gì, thì mình thấy thấy cảnh kiểu đó. Chẳng hạn như là mình nhìn một cái cô gái đẹp đi, thì cái tâm cái người nam phu á, thì cái tâm tham, tâm nhiễm đắm nó xảy lên liền. Nhưng mà khi mà một cái vị thánh tăng họ nhìn cái người nữ đẹp đó đó, tự vì trong cái gốc của họ nó không còn những cái nhân tham sân si nữa. Thành ra bây giờ nhìn cái cảnh á, cái trong cái nhân nó đâu có đâu mà nó ảnh hưởng tới cái tâm, mà cái tâm nó biết được cái cảnh đó. Thành ra tuy là cái cảnh đó một cô gái đẹp với ngài nhìn đó giống như một cái đống ngũ quẩn đi thôi, tức là tự vì họ không có cái nhân đó, thành ra cái nhân đó đâu có tác động lên tâm, mà cái tâm đó, cái biết cảnh của họ sẽ không có giống như là mình biết cảnh của mình. Thành ra kêu là cái khi mà mình như nói ở trên, ở cái cảnh rồi có cái nhân ở trong nữa đó, thì nó mới ra cái mà mình cái biết đó đó, nó theo cái nhân mà nó biết, chứ không phải là cái cảnh không, đúng không quý vị? Chứ nếu mà cái biết giống nhau thì vị một cái vị thánh tăng nhìn giống mình rồi đâu có giống đâu, cái nhân ở trong nó khác nhau hết trơn. À, rồi ok, Nguyên Như ngừng lại ở chỗ này rồi. Có thể là bài nè Kevin hay là anh Lý có thể lên rồi có thể nói lại hoặc là ôm lại dùm cho nhóm. Hồi nãy giờ mình học tới đâu, Nguyên Như thấy bây giờ cũng là 10:26 rồi đó. Ôi, cái bài nó đi qua lẹ quá, mà Nguyên Như nghĩ là mình phải đi từ có gấp, tự vì mình khi gấp mình hiểu không có thấu suốt đó, rồi mình cứ mơ mơ màng màng như vậy cũng không có tốt. Bây giờ là cái thời gian để mình có thể ôn bài. Nguyên Như có thể mời sư huynh Lý nha, em mời anh nha. Dạ, Nam Mô Bụt Đà, dạ, kính chào đạo tràng. Chị Hồi Diện Nguyên Như mời lên, mà có lẽ là Nguyên Như mời lên để chia sẻ cái hiểu biết của mỗi cá nhân về cái về vấn đề cái nhân dinh tham dinh sân si và vô tham vô sân vô si, phải không Nguyên Như? Như Nguyên Như nói hồi nãy, mỗi một cái nhìn của phàm phu và cái nhìn của thánh nhân nó khác nhau. Ở cái chỗ là cùng nhìn một cảnh, nhưng mà cái hệ thống điều hành ở trong cái não của các ngài và chúng ta nó khác nhau. Là vì nếu mà chúng ta còn phàm phu thì như nãy Nguyên Như nói, một cái gì đẹp, không riêng là một cô gái, một cái hoa đẹp, một cái chiếc xe đẹp, như đối với những người nam nó có nhiều hơn, một cái nhà đẹp, thì một cái gì đó nó ở trong tâm của mình, khi mà mình nhìn thấy cái đó mà đối với mình nó là một cái đẹp á, thì song song với đó nó khởi ra luôn một cái trạng thái là dính mắc, đắm nhiễm, luyến ái, thích thú, thì cái đó nó gọi là tham. Thì vì ở trong cái nhân, trong cái những cái tâm của mình nó còn cái nhân tham hoặc là nhân sân hoặc là nhân si, thì khi có tham thì nó cũng có si, là vì tham là trạng thái của đắm nhiễm, mà đắm nhiễm là vì không có hiểu biết rằng cái đó là nó khổ, cho nên là ẩn tàng qua tham nó cũng có si, và ẩn tàng qua sân nó cũng có si ở trong đó. Đối với các vị thánh thì các ngài đã tu và ý thức được sự thật của cuộc đời là khổ, cho nên họ đã tu, và trong cái quá trình tu của họ là họ diệt các kiết sử và lậu hoặc, tức là họ diệt những cái nhân tham sân và si, thì dựa trên những cái nhân là vô tham vô sân vô si, thì theo các mức độ của các vị thánh nhân, thì lấy ví dụ như là đến cái mức độ cuối cùng là của vị vô học, thánh vô học là thánh A La Hán, thì đã hoàn toàn diệt sạch được các
kiết sử, không còn tham, không còn sân, không còn si, thì cái nhìn của họ, cái nhìn của các ngài đối với các cảnh thì nó chỉ là danh và sắc. Nếu chỉ là sắc, lấy như cây cối cỏ hoa thì là sắc. Nếu mà như chúng ta như nãy như nói là một cái khối ngũ uẩn đang làm việc với chức năng của nó, thì cái chức năng của nó là cái chỗ mà chúng ta đang học đây nè. Mình có danh và có sắc. Sắc thì có 28 rồi, mà từ từ sẽ học tới. Rồi có danh thì có xúc thọ tưởng tư, lấy ví dụ như đó. Thì họ nhìn mỗi một chúng sanh như là cỗ máy đang hoạt, và một cỗ máy nó có những cái bộ phận lắp ráp. Thì sắc họ tưởng hành thức là những cái chi phần, những cái phần của một cỗ máy lắp ráp với nhau và hoạt động theo một cái trình tự nhất định với mỗi một cái chức năng riêng của nó. Chứ họ không có nhất thiết phải là như chúng ta là bị đắm nhiễm, bị là vì họ đã diệt những cái nhân bất thiện đó rồi của họ. Cho nên diệt những cái bất thiện rồi thì cái mà vắng lặng còn lại gọi là vô tham vô sân vô si. Chứ vô tham vô sân vô si không phải là ác đó, mà gọi là lấy giống như là mình lấy một quả táo mình thế vô một quả cam, khi mà quả cam nó được rời ra bỏ ra cái dĩa lấy cái dĩa xá thế vô, không phải. Khi một cái tô, cái dĩa nó đang tràn đầy những cái vấn đề ở trong đó, lấy ra dần tất cả những cái phiền não, thì có sự vắng lặng của tham, nó gọi là vô tham, vắng lặng của sân, vô sân, và không còn si nữa thì gọi là vô si, hoặc là một cái từ khác gọi là trí tuệ. Thì cái trí tuệ ở đây là thấy được cái bản chất sự thật ở trong cuộc đời, và nhìn qua cái bản chất sự thật đó, các vị đã tu đó, và cuối cùng thành tựu được cái chuyện là đã diệt sạch được các kiết sử và phiền não đó. Thì cái nhìn của các ngài nó mới khác ở chúng ta, là ở cái chỗ là nhìn thấy như thấy. Cho nên Đức Phật nói thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, nếm như nếm, nó như là nó hiện bài, chứ không còn cái sự dính mắc ở trong đó nữa. Thì cái đây là trình bày sơ qua về cái hiểu trong cái chuyện mà cái nhân nó tác động cái cách nhìn của mỗi một chúng sanh để phân biệt giữa phàm và thánh. Đối với từng cái cảnh nó tác động vào cái tâm của ta qua các cái cửa sắc, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì nó ra những cái cảnh giống như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp đó. Dạ, xin hết ạ. Nam Mô Bích Thay Giá. Dạ, con kính lãnh đại sư Thanh Tâm, con kính lãnh đại sư Nguyên Thông, kính lãnh đại chư tôn đức tăng ni, và kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú anh Lý đã chia sẻ. Nguyên Trang có một cái câu hỏi trong cái bài học của mình ha, thì mời đạo tràng chia sẻ nha. Thí dụ như hôm nay mình học về tâm, thì thường á là mình nghe hay nói là ý, đúng không? Tâm là cũng như cái ý rồi thức, thì cũng như có thể là Nguyên Như hay là anh Lý có thể thích, cũng như trong cho mọi người hiểu rõ hơn về cái khi nào là mình dài quá thì ngắn gọn thôi, khi nào mà nói đừng có nói dài quá ý thức. Dạ đúng rồi, tại vì mình nói cái thôi, mình mà đừng có nói dài quá mọi người sẽ rối, đi sâu vô vấn đề thôi, mình nói nhiều quá thì người ta sẽ rối nha. Dạ, mình nói sơ hôm nay thôi. Trang xin xuống mic ha. Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ Nguyên Trang ơi, Nguyên Như không có quên cái phần này đâu, mà nó dài quá đó. Mình nói cho để thì sao đi Nguyên Trang. Tự vì nói dốc quá nó sẽ không có hay được bằng mình tự đi từ từ đó Nguyên Trang. Bây giờ cũng là 33 rồi. Thôi để thì sao đi ha, Nguyên Như sẽ nói xong rồi anh Lý lên nói nữa. Bây giờ nói cái đó là qua cái phần thứ nhì đi. Bây giờ Nguyên Như thấy là thay vì mình theo bốn cái tính chất đó thì mọi người sẽ có thể cho Nguyên Như biết đó, là Nguyên Như sẽ vẽ cái bản kiểm kỳ sau theo cái nào để theo những cái thực tính pháp mới ha. Còn cái phần tâm này á thì Nguyên Như thấy nó cũng còn dài, mình sẽ đi từ từ vào cái tâm, nó chia ra là tâm hiệp thế, rồi tâm siêu thế, rồi tâm thiện, tâm bất thiện, mình cứ đi từ từ thôi. Từ cái phần tâm này nó cũng lớn lắm quý vị, nó không có phải là dễ đâu.
nếu mà mình đi từ từ thì mất công là Úc Kỳ Anh với lại Úc Châu á là cũng sẽ hiểu được rồi, cứ nắm áo anh Lý cũng vậy à. Thành ra bây giờ cứ Nguyên Như đem lên đi đó, đi từ từ đi, đừng có ngốn nhiều quá nó bị trận trắng á. Mình cứ từ từ ha Kỳ Anh ha. Rồi bây giờ cái khúc cuối này nè, thì cái hôm nay á, là cái ngày đầu tiên, thành ra quý vị thấy cái nhóm mình đi như vậy được chưa, hay là đi chậm hơn hay gì. Bây giờ là cái khúc chân cầu dân ý nè, mình để cỡ 10-15 phút á, xong rồi bây giờ nó chưa có hình thành gì hết, thì mình coi cái nhóm mình nó học kiểu nào, quý vị thấy kiểu nào hay. Bây giờ anh Lý nè, Hà nè, Kevin, thôi mời Kevin đi nha, nãy giờ Kevin ngồi im ru à, như biết là ghi nó xuống dữ lắm rồi đó. Mời Kevin đi ha. Rồi cái quý vị thay phiên nhau ha. Bây giờ là cái giờ chân cầu ý đây, như Sa Thú ạ. Dạ chào, dạ con kính chào, con kính đánh lễ ban ngôi tam bảo, con kính chào sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Dạ, cái speed này đi rất là vừa. Dạ, chắc nó cũng nhiều lắm, học cũng nhiều lắm. Dạ, với là một phần mình muốn hỏi là trong cái phần về thể tâm nè, cái phần về nhân cần thiết á, phần về yếu tố cần thiết á, có là định nghĩa là sự có mặt của danh sắc. Thì danh sắc này có phải là danh pháp và sắc pháp, là danh pháp là về thuộc về 12 sở hữu tâm, và sắc pháp là thuộc về 28 sắc pháp. Tại vì đấy, từ này dùng danh sắc nó đi chung, thành ra mình thấy nó hơi lộng cộng ở chỗ này, nhưng mà mình hiểu rằng là đó là danh, ý nó là danh pháp là 52 sở hữu tâm, và sắc pháp là 28. Thì mình có câu hỏi như vậy thôi. Dạ, cảm ơn. Dạ đúng rồi, cái nhân cần thiết hoặc là cái yếu tố cần thiết của một cái tâm xuất hiện á, là phải có sự có mặt của danh sắc, là danh và sắc luôn đó. Đích tức là sắc thọ tưởng hành thức đó là danh sắc đó, là thọ tưởng hành thức là danh, rồi sắc đó là sắc, là danh sắc, là đúng rồi đó. Như vậy là Kevin ta hiểu đúng chính xác là của sư giác nguyên dạy đó. Rồi Nguyên Như xin mời anh Bài nha, anh Bài có thể lên cho ý kiến cái buổi sinh hoạt của mình ngày hôm nay làm sao ha. Rồi xin mời anh Bài nha. Mô Phật, sư xin phép anh Bài một tí, sư thêm một cái ý này nữa, rồi xong rồi anh Bài chia sẻ nha, hoặc là góp ý. Thưa quý vị, nãy giờ sư nghe đó, quý vị trình bày nó có sáu nhân, đó là nhân vô tham, vô sân, vô si, đó là nhân thiện ha. Còn nhân tham, nhân sân, nhân si là ba cái nhân bất thiện. Thật ra đó nó có thêm ba cái nhân nữa, đó là nhân vô ký nha. Nhân vô ký, vô là không, ký là nó để ký hiệu đó, nó không có để lại. Đó là cho những bậc thánh nhân, những bậc thánh nhân ví dụ như họ nhìn cái cảnh đó, họ không có để lại, không có tham sân si ở trong, hoặc là không tham, không sân, không si. Gì nghe kịp ha. Thì như vậy là có tất cả là chính nhân. Rồi sư góp ý như vậy để cho nó đầy đủ tí. Rồi mời anh Bài nha. Dạ kính sư Nguyên Như có một câu hỏi. Sư nói như vậy là nó có chính nhân, là ý sư nói là tụi con phải thêm vô á, là nhân vô ký tham, nhân vô ký sân, nhân vô ký sư, nhân vô ký si, là vô ký tham, vô ký sân, vô ký si. Như vậy có phải là ý của sư nói không ạ? À? Để con ghi xuống ạ. À, bạch sư, con xin dâng mít lại cho sư Tâm ạ. À. Vô ký ở đây có nghĩa là không có tham sân si, và cũng không có vô tham, vô sân, vô si. Ý như kịp ha. Ví dụ như cái người mà bất thiện á, thì họ có ba nhân, đó là tham sân si. Còn cái người mà thiện á,
là không tham, không sân, không si là 6. Còn một cái, còn có ba cái nữa là nó vừa không có tham sân si mà cũng vừa không có vô tham vô sân vô si, nên như vậy là vô ký đó. Chỉ là vô ký, đúng rồi, anh Lý nói đúng là không có để lại kết quả của hành động. Vô ký, vô là không, ký là kết quả. Giống như cái gì, ký một tờ giấy nào đó thì quý vị để lại cái tên của mình phải không? Còn cái này cũng vậy đó, để lại cái người đó nó thấy cảnh thì nó để lại tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si. Còn cái này nó cộng cả ba cái sáu cái đó lại là vô ký. Đây là của những bậc thánh nhân đó. Rồi. Dạ, sa thú sư Thanh Tâm đã dạy cho tụi con. Vậy quý vị thêm cái chỗ phần đó. Bây giờ Nguyên Như xin kính mời anh Bài. Anh Chánh Tâm ơi, anh có ý kiến gì tính phiên anh luôn nha anh Chánh Tâm. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính chào sư và đạo tràng. Cảm ơn Nguyên Như, Lý và mọi người đã bắt đầu cái buổi học và tự học này. Thực ra mình cảm thấy cái lần đầu như vậy là rất là hay, đi từ từ như vậy là đối với mình người mới bắt đầu học cũng theo dõi cũng kịp. Vậy nên duy trì vậy 1-2 lần nữa để rồi xem mọi người ý kiến mọi người sao rồi để mà đóng góp thêm. Có như vậy thôi. Cảm ơn. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, mình cũng có ý kiến là thật ra nó không có gì ý kiến, mà thật ra Nguyên Như và Danh Lý trong đây là hai người rất là thông thạo giỏi về tất cả mọi pháp rồi, và nói và có sư nghe sư góp ý kiến cũng là lớp này mình vừa học, mình học của thầy Kinh và mình dò lại và mình ôn lại rất là hay. Mình cảm thấy rất là hoan hỷ cho cái lớp này và các bạn hỏi nhau thôi chứ không có gì hết, là giúp nữa. Chính mình cũng thấy là học hỏi, mình không ngờ là kiến thức của Nguyên Trang, Nguyên Như, Danh Lý quá rất là cao siêu, mình rất là hâm mộ lắm. Mình thấy mình ngồi mà mình nghe mình rất là hoan hỷ, đó là mình thấy nếu mà mình cứ chia sẻ như vậy thật là tốt đó. Thôi xuống, xin cảm ơn các bạn ha. Dạ, Nguyên Như xin mời. Nguyên Như xin mời Quanh Phan nha. Quanh Phan thường thường Quanh Phan hay nói là Quanh Phan đi ở dưới đuôi. Hôm nay Quanh Phan có nghe kịp bài không? Tự vì anh Lý Nguyên Như cũng thấy là Quanh Phan nè, Châu Nguyễn nè, với lại Thùy Anh nè, ba cô đó, thành quan tâm đến ba vị đó. Quanh Phan đưa tay lên nói nha. Và lúc này là lúc trưng cầu dân ý đây. Xin mời Quanh Phan nghe. Nam Mô Bích Thay Giá. Dạ, chưa thấy ai cầm mic, đúng rồi. Không biết của anh Phan có nghe được âm thanh không ạ? Với sẵn ở đây thì cho Nguyên Trang giới thiệu một người đến hôm bữa đó, thì sư Thanh Tâm có nhờ Nguyên Trang hướng dẫn một vị vào room, và cái một người lúc nào cũng tham gia cái chương trình của tụi mình hết á, là trong đó các dạ thì mình cũng như là lớp cũng rất là quen mà anh Quang tới lớp học, nên hy vọng là anh Quang sẽ cầm mic và chia sẻ cùng với lớp ạ. Và Nguyên Trang xin xuống mic, và bây giờ Nguyên Trang mời là anh
mời lại chị Quan Phan nha. Đó, dạ, Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Hình như Quan Phan đi ra rồi. À, Nguyên Như thấy có Châu Nguyễn nè. Châu Nguyễn ơi, Châu Nguyễn thư ký ơi, nãy giờ Châu nghe, hồi nãy tới giờ Châu thấy sao? À, xin mời Châu Nguyễn nha, em có cầm mic được không? Em góp ý nha. Ok, mời Châu nha em. Em thấy tốc độ dữ đó chị. Em nói chung là em hoan hỷ với tốc độ gì. Em xin xuống mic. Hà ơi, Nguyên Như mời Hà lên nha. Hà lên cho ý kiến nha Hà. Hello. Ok, thấy thì cũng vậy thôi. Mình cứ học thử trước một hai tuần trước thử xem coi mọi người thấy sao. Nếu mà chậm quá thì đi nhanh một chút, mà nếu mà nhanh quá thì lại chậm một xíu. Không sao hết, tại vì lớp này là lớp tự học nên cũng không sợ gì hết. Còn cái vấn đề mà muốn dùng sách của vị nào á, thì chắc mình phải dùng một thôi, mà sofa thì thấy chỉ có bản của ngài Giác Nguy thôi. Còn mọi người khác thì không biết có những bản khác hay không, nhưng mà sofa mình đã copy cho mọi người. Thành ra nếu đã copy ra mà cho mọi người dùng một bản của sư Giác Nguyên thì mình nên dùng một bản thôi, chứ hai ba vị là nó rối lên luôn. Rồi xong, chỉ vậy thôi. Dạ, cho em xin phép nhảy vô chút xíu, tuy rằng không được mời. À, đồng ý với Hà cái điểm đó là ở đây mình có sách của vị nào mà tất cả mọi người mình có copy thì mình dựa vào được thì mình dùng cái quyển sách đó. Tuy nhiên cái góp ý của mình ở đây là vì Nguyên Như đã có cơ hội học được ở các vị thầy khác đó, thì mỗi vị thầy riêng cái nhìn riêng và có cái kiến thức, kiến giải riêng đó. Thì khi mà trong cái nốt Nguyên Như có
có cái điểm nào mà có thể bổ sung hoặc là góp ý hoặc là làm cho nó một cái chỗ nào đó mình học mà nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều cái góc độ, nhiều cái nhìn hơn đó, thì rất là hoan hỷ để mà nghe thêm một cái sự giải thích. Thí dụ như là có khi trong lớp nghe một cái câu giải thích như vậy thì đủ rồi, còn người khác thì chưa hiểu thì có thể là một cái cách nhìn khác, một cái nào đó khác mà bổ sung vào thì làm sáng tỏ vấn đề hơn. Thì tất cả mọi sự đóng góp bổ sung từ cái nhiều cái pháp học, nhiều cái tri kiến của các chúng ta đều hoan hỷ cả. Nhưng mà vì mình có sách của Thư Sư Dân Nguyên thì mình dựa vào cái đó làm cái nền tảng. Xin hết ạ. Dạ, Nguyên Như cũng nhất trí với ý kiến của anh với của Hà. Tự vì Ngài đã kêu mình xài cái bản đó, thành ra mình sẽ, Nguyên Như sẽ vẽ giống cái bản của Ngài, thì từng chữ đều giống nhau hết theo cái khuôn. Xong rồi phía bên trong thì khi mình học thì Nguyên Như sẽ ráng, Nguyên Như học được cái gì của mỗi vị thì Nguyên Như sẽ bỏ vô để mình cùng ôm ha quý vị. Thì nếu mà anh Lý với Hà có những cái nào ý hay thì mình cứ tiếp lục bộ với nhau, thì mình làm một cái bản chính lên, rồi mình cứ anh bài sẽ là thư ký của nhóm, anh bài xa thú phước báo vô lượng nha. Như vậy là bây giờ cũng là 10:50 rồi. Như vậy thiệt anh bài là thư ký rồi, phước báo vô lượng đó. Như vậy thôi, xin Nguyên Như xin mời Nguyên Trang hồi hướng cho đêm hôm nay ha Nguyên Trang ha. Nguyên Trang có thể dạ bạch sư Tâm, sư còn ở đó. Trước khi Nguyên Trang hồi hướng, con xin kính thỉnh sư Tâm thay mặt chư tăng để chúc đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, Nguyên Như xin dâng bích lại cho sư Tâm ạ. Dạ mô Phật, sa thú, sa thú quý vị. Buổi học hôm nay rất là hay, rất là ý nghĩa. Với sự đóng góp của quý vị làm cho cái bài học về thực tính nó đầy đủ phong phú hơn, dễ mai mốt quý vị nghe pháp sư giảng dễ hiểu hơn. Ví dụ như hai từ mà anh Lý cắt nghĩa đó là thực tính pháp, thực tính, thật là cái tính chất thật của tính chất thật, thật là cái thật của cái tính chất, tính là cái tính thật của pháp. Cho nên quý vị nghe hai từ thực tính pháp là mình biết cái thực tính, tính thật của cái pháp á. Mà hôm nay mình học pháp ở đây nó có 80 phải không, nói về thực tính pháp thì nó có 80. Rồi mỗi cái thực tính pháp á, nó có 4, mà đó là trạng thái. Trạng thái là cái chân tướng, cái bản thể, cái tướng trạng của nó. Phận sự là chức năng, chức năng, cái bổn phận là cái thành tựu, là cái kết quả của chức năng. Rồi yếu tố thành tựu là nó có nhân cần thiết, đó là thân tâm, danh sắc, danh pháp, sắc pháp. Cho nên cái chuyện học hôm nay làm chính sư cũng hiểu rõ thêm những cái từ ngữ rất là hay. Rồi nó có tất cả là chín nhân, vô tham, vô sân, vô si, tham, sân, si và vô ký, ba cái nhân vô có tất cả là chín. Mà suy nghĩ mình nên tiếp tục như vậy đó. Học hôm nay rất là hay, rất là kỹ lưỡng. Ước mong mà quý vị tham gia cái lớp học thì thường xuyên nha. Suy nghĩ Nguyên Như nên hoạch định một cái giờ, một giờ một lần trong một ngày, chẳng hạn như thứ tư là hôm nay là cái mình học lại, ôn lại những gì mà pháp sư đã giảng về cái vi diệu pháp á, những cái gì mà mình không có nắm vững á, mình ôn lại như hôm nay là rất là hay đó. Dạ rồi, sa thú lành thay. Bây giờ sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Bà qua tu sắp bà măng gá lăng, rắc hành tu sắp bà đề quá tà sắp bà bút đà, nu bà quê nã xa đà sốt thi bà quanh tu tê. Bà qua tu sắp bà măng gá lăng, rắc hành tu sắp bà đề quá tà sắp bà đầm mà, nu bà quê nã xa đà sốt thi bà quanh tu tê. Bà qua tu sắp bà măng gá lăng, rắc hành tu sắp bà đề quá tà sắp bà sang gà, nu bà quê nã xa đà sốt thi bà quanh tu tê.
Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lần thai. Akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu no guru akasattha Chapummattha Deva Naga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan Tunya tayo akasattha Chapummattha Deva Naga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhan Tubani no akasattha Chapummattha Deva Naga Mahitika punyang no anumo dan tucirang rakkhan tuno sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vậy. Cầu mong cho các vị hằng được sự yên vui. Báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên mọi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi ta. Và sau đây xin Nguyên Trang xin kính tri ân Thanh Tâm. Kính mong quý cô chú sẽ trở lại ngày mai lúc 9 giờ giờ Hoa Thỉnh Đốn, là ngày mai sẽ là giờ của sư Pháp Tính. Dạ kính mong đạo tràng mặt vào ngày mai ạ. Và buổi học hôm nay, nếu mà quý cô chú Phật tử có những gì góp ý thì kính mong góp thêm ý kiến để cho đạo tràng của mình càng ngày càng sẽ có nhiều cái tốt đẹp hơn, và sinh hoạt sẽ tốt đẹp hơn ạ. Và nữa, kính tạm biệt đạo tràng, kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, thời điều an xuống mít ạ. Dạ, đạo tràng, Nam Mô Bụt Tha Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sằng Khà Giả. Nguyên nghe ơi, con có thể mời quý bạn